Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng ngao ngán khi nói về trọng tài trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy ngày 1 tháng 8. Trận đấu diễn ra căng thẳng, với 27 tình huống phạm lỗi, trong đó có 16 thuộc về Viettel. Huấn luyện viên Đức Thắng đứng ngoài đường biên nhiều lần nhìn trọng tài biên và hô nhìn vào sân xem va chạm kìa, hay ý kiến với trọng tài chính và phải nhận thẻ vàng. Thủ môn Đặng Văn Lâm là đội trưởng, được quyền trao đổi với trọng tài nhưng khi lên bày tỏ quan điểm ở tình huống đồng đội bị đốn ngã phút 85 cũng phải nhận thẻ. Hết trận, thêm Nghiêm Xuân Tú và Huỳnh Tiến Đạt bên phía đội khách phải nhận thẻ vì phản ứng. Tôi không dám đánh giá về các trọng tài nữa, mà tôi cũng chán rồi, ông Thắng nói với giọng ngao ngán sau trận hòa không trên sân Hàng Đẫy khi được hỏi về trọng tài. Tôi cũng không nói về các thẻ vàng sau trận mà trọng tài rút ra. Nói mãi rồi, chán. Trận này, Viettel khát chiến thắng để đánh chiếm vị trí đầu bảng. Họ đẩy cao đội hình tấn công dồn dập, họ kiểm soát bóng 55%, dứt điểm 17 cú, trong đó có 10 đúng hướng khung thành, nhưng không ghi được bàn thắng. Thủ môn Đặng Văn Lâm chơi xuất thần với một loạt pha cứu thua. Chỉ một lần anh bó tay khi bị đối phương tâng bóng qua người ở phút 42, nhưng đồng đội Malon kịp lao về phá ngay trên vạch vôi. Tôi hài lòng khi hàng thủ chơi tốt điều mà đội không làm được ở các trận trước. Trận này, họ đã tập trung khi phải đối đầu với đối thủ có hàng công rất mạnh, nhưng hàng công Bình Định hôm nay khó khăn. Tôi kỳ vọng vào bộ đôi ngoại binh Rafaelson và Jeremy Lin ở hiệp 2, nhưng chấn thương khiến họ không có phong độ tốt, huấn luyện viên Đức Thắng nói thêm.